Thưa quý vị, sau hơn 9 tháng tạm cưng, tàu cao tốc từ Vũng Tàu đi Côn Đảo sẽ hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 2 tới đây với tần suất 3 chuyến đi và 3 chuyến về mỗi tuần. Với tần suất 3 chuyến ra đảo vào ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7, về đất liền vào ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Tuyến cao tốc từ Vũng Tàu đi Côn Đảo mới chỉ đạt 50% công suất. Sau khi thăm dò nhu cầu đi lại, tàu cao tốc Vũng Tàu Côn Đảo sẽ điều chỉnh lịch chạy tàu cho phù hợp. Do giá dầu hiện lên cao nên công ty cũng phải điều chỉnh tăng giá vé trên dưới 10% tùy hạng. Tàu cao tốc Vũng Tàu Côn Đảo mở cách đây 3 năm với điểm đầu là cảng Cầu Đá thành phố Vũng Tàu đến cảng bến đầm Côn Đảo. Đây là tàu cao tốc hai thân dài 47m, rộng 12m, sức chứa gần 600 người. Tàu chịu được sóng gió cấp 7 cấp 8, chạy tối đa 60 km/h, giúp rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu ra Côn Đảo chỉ hơn 3 giờ.